Nối tiếp sự thành công mỹ mãn từ Releasing Hopper, Saber cũng có một form tương tự với sức mạnh và vẻ đẹp kinh hãi ở tập cuối cùng của phim. Dùng tất cả sức mạnh từ bá vương kiếm để ngăn cản kế hoạch của Storius, anh đã chẳng còn gì ngoài hành liệt quả quen. Sức mạnh quá lớn của Thomas khiến anh rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh một lần nữa. Những người bạn của anh đã ra sức cứu giúp, cùng với đó là sự hy sinh của Luna, thân thể còn sót lại của Luna, kết hợp với cảm xúc của tất cả mọi người để tạo nên quyển Wonder Book của kỳ tích, Wonder Almighty. Câu chuyện sẽ được kể tới vĩnh hằng, một form đầy kinh ngạc giống như tên gọi của nó, anh không khác mẹ gì form gốc. Có lẽ là tăng cường sức mạnh niềm tin, vì trận chiến cuối cùng còn không được như Releasing Hopper mà anh còn đánh hội đồng tên Storius. Mặc dù biết hắn mạnh, nhưng pha này có vẻ hơi nép hình dạng mới của anh. Sức mạnh của Almighty cũng không phải là không có. Mang trong mình sức mạnh của toàn bộ những quyển sách Saber cũng như tất cả những người đồng đội của anh sở hữu. Nó sẽ triệu hồi và tung tất cả những đòn mạnh nhất từ những quyển sách này mà không cần phải kích hoạt lên bản thân của Saber. Và đó là tất cả những khả năng mà Almighty Wonder Book có được. Đòn tất sát, anh sẽ nhảy lên không, ra một nhát chém rực cháy từ thành liệt quả của mình để kết liễu Storius cũng như hai người bạn thân sẽ luôn kề vai sát cánh với anh. Cả ba nhát kiếm giáng vào người Storius để kết thúc câu chuyện của hắn.